thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả tại nhà thi đấu CIS Thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã nhập cuộc khá tốt khi liên tiếp dẫn trước Westport Malaysia Dragons và cũng kết thúc được hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 25-24. Tuy vậy, ở hiệp thi đấu thứ hai, với sự xuất sắc của những cầu thủ trong đội hình, đại diện của Malaysia đã lật ngược thế cờ để dẫn lại đội chủ nhà 43-40. Ở hiệp thứ ba rồi thứ tư, hai đội thay nhau dẫn điểm trước đối thủ và kết thúc 4 hiệp thi đấu chính thức với tỷ số 85-85, qua đó bước vào hiệp phụ quyết định. Và ở hiệp đấu này, dù đã rất nỗ lực nhưng Sài Gòn Heat vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 92-100. Đây cũng là thất bại thứ hai của Sài Gòn Heat tại mùa giải năm nay.